Như cầm cái máy thôi, đừng nói mày dở ra nữa. Cầm cái máy Nguyễn Xuân Húc ơi, 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 Bà
bà Tám với kìa, bà Tám ở sao kìa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, chào đất cả nhà luôn luôn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, chào đón chào nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, chào đón chào nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, chào đón chào nhân dân. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Chị là tài chính tôi nhất lên. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Đại diện đại đặc dân gian. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Đại diện đại đặc dân gian. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Đại diện đại đặc dân gian. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đại diện đại đặc dân gian. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đại diện đại đặc dân gian. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Đại diện đại đặc dân gian. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Chà đất cả nhà tôi nhất lên. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Chà đất cả nhà tôi. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Chà đất cả nhà tôi. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Chà đất cả nhà tôi. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Chà đất cả nhà tôi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chà đất cả nhà tôi. Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sống phải vì dân vì nước phục vụ bên mình. Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải lôi đầu những cái thằng chủ tịch địa phương ra đây đối chất với người dân để trả nhà trả đất lại cho dân chúng tôi. Không thích cái quan này nữa. Nguyễn Xuân Phúc Trương Hòa Bình không phải vì dân gì nước. Thôi nghe vừa phải thôi, tụi con vừa phải thôi à. Tụi con không có được quyền đàn áp con nha. Bà con vừa qua không có được quyền đàn áp à. Đứng chị hả? Đây là những anh em công an đang đàn áp người dân đây. Làm cái gì đó hả? Tính bất quyệt phải không? Con rồ là công an an ninh. Công an an ninh chỉ bảo vệ người dân. Không phải là quyền đàn áp người dân mà là bấm huyệt. Nhiều người già bị bấm huyệt tại đây rồi. Bữa nay ăn quen hay sao? Hướng dẫn hả? Lại chuẩn bị bấm huyệt mấy bà già hả? Bao nhiêu năm nay rồi? Đi đâu đắp cho nhà để cho tao lên xe. Mới đi mười mấy mới năm à? Rồi coi đâu. Mới có hơn mười mấy năm thôi. Mười bảy năm có làm gì đâu. Mười bảy năm không làm cái gì cả. Gia đình nhà các cháu thấy có bức xúc không? Lấy mà làm cái gì cơ. Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình không phải vì dân gì nước, phục vụ quân mình, đừng vì bản thân, đừng vì cá nhân mà làm khổ người dân chúng tôi. Trả đất cho Nguyễn Xuân Phúc ơi. Trước khi ông làm lên làm Thủ tướng và Phó Thủ tướng, mấy ông tuyên thệ trước đồng bào như thế nào? Vì tổ quốc, vì đồng bào, vì nhân dân. Mà bây giờ để dân chúng tôi khổ khổ như vậy nè. Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình. Mấy ông sống gì ai? Vì dân hay là vì bản thân mấy ông, cá nhân của mấy ông? Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình. Mấy ông sống gì ai?
này cá nhân. Anh là hết chớp. Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói xong vì dân, vì nước, đúng như bản thân, làm khổ người dân. Nguyễn Xuân Phúc ơi! Nguyễn Xuân Phúc ơi! Xin tạm dừng.
trong chốc lát sẽ bắt bắt xong thời tiết. Anh Nguyễn Công Nghiệp xin anh Nguyễn Công Nghiệp gửi lời chào quý khán thính giả của Đài TV 256 ạ. Dạ, xin kính chào Đài TV 256 và toàn thể bà con trên thế giới và Việt Nam ạ. Là thưa anh Nguyễn Công Nghiệp, anh có phải là con của dân một người dân oan không? Anh có thể kể lại cái hoàn cảnh của anh, của mẹ của anh đã từng là một dân oan không ạ? Dạ, thưa đài và là thưa bà con trên thế giới, là má con là Nguyễn Thị Phương Đương, là ở Côn Tâm, bắt đầu đi kiện là từ năm 94 là bắt đầu là cái nhà nước là đã lấy đất nhà con từ năm 94 rồi, là má con đi kiện từ năm đó tới bữa nay là hơn 20 năm rồi, nhưng mà chưa được cơ quan nhà nước nào giải quyết hết. Thành ra là ngày hôm qua là con với má là có ra đại sứ quán Mỹ cùng với một số bà con dân oan là ở đây. Cái lý do nào mà cháu Nguyễn Công Nghiệp đó, cháu gọi là bác thấy cháu đó ở cái hình ảnh mà cháu đứng ở trên cái chỗ đó là chỗ nào vậy thưa cháu? Dạ, cái chỗ đó là một cái thềm bậc thềm của một cái ngân hàng đối diện với đại sứ quán Mỹ đó bác. Và cháu dự định làm cái gì ở trên đó vậy mà thấy nó đứng mà có vẻ rằng là nó trơ trọi một mình vậy mà thấy có vẻ là có sự nguy hiểm trong đó. Cháu kể lại vì lý do nào mà cháu đứng ngay đó thưa cháu. Dạ. Dạ là thưa đài 256 và con là ngày hôm qua là hôm thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2019 là con với má với một số dân oan là có lên đại sứ quán Mỹ là để kêu cứu đòi quyền lợi, đòi lại đất đai bị nhà nước Việt Nam thu hồi. Thì khi mà má con với một số bác dân oan đó là đi vô trong đại sứ quán trước cổng đại sứ quán ấy, thì con là đứng ở ngoài, con không có vô đó, con chỉ đứng ở ngoài thôi. Rồi khi mà tất cả công an mời bà con dân oan ở ngoài á, ra ngoài cổng đại sứ quán, thì con có cầm máy con quay cái đoàn người đi đòi quyền lợi đó, thì có một số anh công an chạy lại là nắm tay cháu là đòi giật cái điện thoại của cháu. Thì có một bác dân oan thấy vậy thì sợ cháu bị bắt đi á, thì chạy lại can ra. Thì tự nhiên có một đám công an với lại an ninh là xông lại đè cháu xuống, kẹp cổ cháu, rồi bẻ tay cháu ra sau, rồi ấn cháu xuống nền. Xong đó là cháu hoảng sợ quá, đó là cháu vùng ra cháu chạy. Là cháu chạy là mấy anh công an nó đuổi theo. Thì lúc đó là cháu hết được chạy rồi, cháu chạy lên cái bục cao đó. Chạy lên cái bục cao đó thì cháu sợ quá, cháu không biết làm gì hết, cháu định nhảy xuống. Thì có mấy anh công an đó là túm cái chân cháu, kéo xuống, đè cháu xuống nền, lấy đầu gối ấn lên lưng cháu. Là ấn lên lưng cháu là đàn lên cổ cháu đây. Đàn lên cổ cháu thì cái nơi cái chán đó là nó chà xuống cái nền vậy đó, là nó chảy máu. Có chảy máu. Yeah. Rồi thì cháu rồi, ngoài vết thương đó mà xô xát thì có bóp cái tay cháu đây là bấm huyệt á. Cháu là có bầm đen hết đây. Dạ. Yeah. Ngoài ra là họ còn đánh đập gì cháu trong người nữa không à? Là có một số người là leo lên, là nhảy lên đạp xuống người cháu nữa, mang giày mà đạp xuống người cháu vậy á. Mà cháu nhớ là có bao nhiêu người không? Hay là lúc đó? Mà trong khi cháu chưa biết cho mình bị phạm cái tội gì nữa. Mà cho bác hỏi một điều đó rằng là cháu đã từng đi xuống đường biểu tình với dân oan chưa? Dạ chưa luôn ạ, chưa hề luôn. Chưa hề. Dạ. Đây là lần đầu tiên mà cháu đi xuống đường biểu tình với dân oan. Dạ. Đó, quý anh chị. Cháu không có biểu tình. Cháu chỉ đi đồ cho má cháu thôi, còn má cháu là đi với mấy bác dân oan đó. Còn cháu thì cháu là chỉ đi chụp hình thôi. Dạ. Cháu đi quay phim thôi. Cháu sợ là cháu đi quay phim thôi phải không? Dạ.
đó quý sợ là má cháu đi vậy á, là bên công an là có khi nào mà bắt má cháu đi là cháu bị giữ bằng chứng đó, để có gì mà công an có bắt má cháu đi thì cháu lấy bằng chứng là cháu đòi lại má cháu. Đó quý khán thính giả thấy đó, đây là cái sự thật, đây là cái mà ẩn khúc. Ẩn khúc là người dân đó, khi mà họ tham gia, không cần họ tham gia vào cái cuộc biểu tình, chỉ cần họ quay phim, chụp ảnh thôi là bị người công an họ trấn áp. Nó rõ ràng là như vậy. Đó là lý do mà không ai dám tham dự biểu tình, hoặc là không ai dám gọi là chụp hình, là quay phim biểu tình. Nó khổ như vậy đó. Thành ra khi mà anh Nguyễn Công Nghiệp này đó mà quay phim á, là bị người công an trấn áp như vậy. Và nếu mà có người lạ đó mà tham gia vô cuộc biểu tình đó, TV256 nghĩ là công an cũng tìm mọi cách để mà trấn áp bắt giữ. Vì làm sao mà có người tham gia biểu tình được? Chỉ có những người mà cụ già gọi là sẵn sàng hy sinh để mà tham gia cái cuộc biểu tình thôi, thì công an nó còn nể sợ, nó không dám gọi là trấn áp. Tại vì ngày hôm nay thì có YouTube, rồi có Facebook, tất cả những gì mà xảy ra mà hiện tại đó là người ta có thể đưa lên trên mạng, trên cộng đồng mạng. Thành ra rất là nguy hiểm cho những người mà tham gia cái cuộc biểu tình với dân oan. Thành ra đó, cái đó là cái nỗi sợ hãi. Giống như anh Nguyễn Công Nghiệp mà quý anh chị em thấy, anh đâu có tội tình gì đó, anh chỉ là một người quay phim, anh sợ má anh bị bắt thì anh quay phim thôi. Thế mà công an sẽ phải rượt mà trấn áp anh với cái đầy vết thương như vậy. Anh Nghiệp, anh có thể đưa cái vết thương rõ ràng cho quý khán thính giả thấy không ạ? Trên trán đó. Đây ạ. Đây là cái trán rồi ạ. Rồi, thấy rồi. Nó bị đạp xuống nền đây ạ. Rồi bên lỗ tai, tai anh có bị không? Hai lỗ tai? Dạ. Dạ có luôn hả? Dạ, tai là nó bấm. Rồi tay nó cũng bấm. Đấy. Dạ, đó quý anh, quý khán thính giả thấy đó. Chạy hết rồi á, mà hôm qua giờ cháu bóp thuốc nó đỡ rồi, nhưng nó đau ngủ được luôn á bác. Dạ. Nó rát rồi, nó nhức cổ rồi. Cổ nó đau lắm. Mà bây giờ đó cháu có thấy rằng là qua cái sự mà hành xử của những anh công an như vậy, rồi một cái hình ảnh mà bác thấy đó là cháu leo lên một cái chiếc xe và cháu ngồi ở trong đó, là cái xe đó gọi là xe gì vậy cháu? Là cái xe khùng đó là chuyên bắt tội phạm, nhưng mà cháu thì không phải là tội phạm, nhưng mà công an lại cầm tay cháu. Công an lại cầm tay cháu. Mà công an nói cái lý cháu do gì? Cái xe đó trở về phường. Công an lấy cái lý do gì để mà bắt cháu vậy? Là không có nói lý do gì hết, là cứ thấy vậy là cầm tay cháu là bắt lên phường thôi. Mà lúc đó cái máy ảnh của cháu đó, ở đâu vậy? Là lúc đó là ở trong túi của cháu giữ. Cháu giữ cái máy ảnh đó, là coi là máy ảnh đó là cái điện thoại hay là cái máy là điện thoại cá nhân của cháu ạ. Rồi khi sau khi mà công an bỏ cháu lên xe, rồi công an chở đến đâu à? Chở về phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội ạ. Rồi lúc đó rồi những người công an đó, cháu có gặp những người công an mà với cấp bậc của họ như thế nào không? Rồi họ phỏng vấn, họ điều tra cháu như thế nào không? Là cháu thì cháu không nhớ được cấp bậc mấy người đó đâu. Rồi. Nhưng mà có những cái người mà đánh cháu ở cái lúc mà đánh cháu ở trước đại sứ quán Mỹ thì không có vô trong đó. Là những người đó là đi đâu hết rồi. Còn lúc vô phường công an thì lại là những người mới, những người khác nữa. Là rồi, của những người khác. Rồi họ họ điều tra cháu như thế nào, cháu có kể cho quý khán thính giả nghe được không? Dạ, khi mà về đồn thì công an thì cầm tay cháu vô trong một cái thanh sắt, đó là không cho cháu chạy đi á. Dạ. Bắt cháu ngồi đó thì mấy ông đó đi đâu đó, xong cái khoảng 1-2 tiếng sau thì quay lại, là bắt đầu là bắt cháu viết bản tường trình, viết bản kiểm điểm.
là về cái hành vi mà quay phim những người mà biểu tình đó. Xong đó là lục điện thoại của cháu, là xóa hết những cái đoạn clip đó, là xóa hết. Xong giữ cháu ở đó tới 12 giờ hôm. Khi mà bà con dư quan tới thì gây áp lực thì nó mới chịu thả ra. Mà trong trong cái vấn đề hỏi cung đó, họ có đánh đập cháu nữa không? Dạ. Họ có hâm dọa không? Là họ thì không có đánh đập, nhưng mà họ nói những lời mà nặng nề, là gây hoang mang cho cháu và cháu lo sợ. Có nghĩa là cháu không có khai bậy bạ hay là làm cái gì đó, nhưng mà người ta gây hoang mang cho cháu, nói những cái lời rất là nặng nề. Cháu có thể kể nhớ lại những cái lời nặng nề đó không? Họ họ có thể là họ dân tục với cháu không? Ra là bắt nạt cháu không? Dạ, nhớ không? Cái lời đó rất là thô tục. Rất cháu là thô tục hả? Cháu dạ. Họ họ gọi cháu là cái gì? Mày tao hay là mày tao à? Xưng là mày tao. Xưng là mày tao à? Dạ. Rồi chửi thề. Chửi thề. Cháu dạ. Cháu phải đưa những cái điều đó ra đi. Cháu nhớ là những cái gì mà dạ vậy bác đã nói vậy thì cháu xin phép cháu nói rồi là khi mà mới về đồn á, là có một cái thằng công an là cầm cái cháu vô cái thanh sát đó rồi thì bắt đầu cầm điện thoại cháu lên, là bắt đầu là bịt mẹ mày bữa nay là mày cầm điện thoại mày đi quay cái gì đây, rồi chửi đủ thứ hết. Là lúc đó là cháu sợ lắm, cháu không có dám gì phản ứng gì hết á, để nó làm sao nó làm. Thậm chí nếu mà nó có đập điện thoại cháu cũng không dám lên tiếng nữa, tại lúc đó cháu sợ quá mà. Rồi chửi, rồi kêu là mẹ mày chống đối hả, rồi mày chống đối hả, rồi nó hăm he, nó làm cháu sợ, hoang mang lo sợ. Nói chung công an mà không có gần dân. Kinh hoàng thiệt. Đây là một cái chế độ kinh hoàng thiệt. Nó đối xử với dân như vậy đó. Mà cháu biết rằng là những người này đó là những người nô bộc của dân không? Những người đây là những người ăn tiền thuế của dân đó. Mà tại sao đối xử với dân như vậy? Mà phải dân mà có tội thì mình không nói. Bây giờ dân mà không có tội, mà họ chỉ là chụp hình thôi, họ quay phim thôi, thì cháu có thấy rằng là cháu có làm tội gì không? Cá nhân của cháu nghĩ á. Dạ, cá nhân cháu là cháu thấy là không có tội gì hết. Cháu chỉ đi quay là người biểu tình để giữ bằng chứng là sau này nếu mà má cháu bị bắt đi, cháu giữ bằng chứng thì cháu đòi má cháu thôi, chứ cháu không phải là cháu tuyên truyền hay là cháu làm cái gì đó mà chống phá nhà nước này hết đó. Yeah. Thiệt tình. Rồi má cháu có bị bắt với cháu không? Dạ không ạ, má cháu thì không có bị bắt. Cháu thấy cháu bây giờ đó, trong cái lòng cháu đó, cháu có nghĩ rằng là lòng cháu có hận thù những người đang bắt cháu không? Đã bắt cháu không? Dạ cháu tức chứ. Tại tức vì chứ? cháu không có làm gì hết mà đối xử với cháu như vậy là cháu thấy cũng tức chứ. Tại vì cháu là xưa giờ là cháu chưa có tiền án luôn. Cháu không có tiền án, cháu không có đánh đập gây lộn cái sự gì hết, và cháu chỉ đi theo để xách đồ cho má cháu thôi. Là má cháu đi đòi đất là xưa giờ là hơn gần 20 năm rồi, là không có một cơ quan nào giải quyết hết. Thì má cháu già yếu rồi, đi không nổi nữa, cháu theo sách đồ thôi. Cháu không tham gia cái đoàn người đó luôn, cháu chỉ đứng ở xa thôi. Nhưng mà công an đối xử cháu như vậy đó. Bây giờ cháu người trong lòng cháu nghĩ đó, đây là cái trách nhiệm của ai vậy? Cái trách nhiệm có phải là... Trước nhất là trước nhất là trách nhiệm của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, là giáo dục lính là không có tốt, để là lính ở cấp dưới là làm đối xử với dân như vậy. Thế hey. Thành ra đó là cái trách nhiệm mà trực tiếp á thì là những người công an, nhưng mà cái trách nhiệm mà sâu xa hơn rồi là gián tiếp á là từ cái ông Bộ trưởng Tô Lâm. Cháu nói đúng, và cháu thấy bác thấy là cháu có suy nghĩ rất là hay. Tại vì cái người mà cầm đầu đó mà ở trên là làm tầm bậy á, thì cấp dưới là nó chỉ là những cái kẻ thừa hành thôi. Là nếu mà trường hợp mà bác mà giống như cháu á, bác cũng giận là giận những cái tên mà cầm đầu. Cái tên đó mới gây ra tội ác với người dân.
Rồi cháu nhìn 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 cái khía cạnh vấn đề, cháu nhìn thấy rất là sâu sắc, và bác cảm thấy phục cháu có cái ý nghĩ như vậy với một người tuổi trẻ mà nghĩ rằng là cái người cầm quyền mới là đáng tội hơn, tại vì họ mới gây ra, chứ người mà thừa hành thì cái tội nó vẫn nhẹ hơn cái người mà cầm quyền. Rồi bây giờ cháu muốn nói với cái gì cho cộng đồng thế giới nghe không? Cháu có muốn? Dạ, là hôm nay là cháu lên là nhờ đài 256 TV 256 là phát tán cái clip đó rộng rãi ra là để thấy cái chính quyền công an nó như vậy đó, đối xử với dân như vậy đó, là nhờ toàn thể bà con dân ngoan trên thế giới mới ở cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, rồi cộng đồng người Việt đó là lên tiếng giùm cho nhà cháu. Đó là má cháu cái chuyện cực khổ quá rồi, mà mất nhà, mất xe, mất đất, bây giờ người cháu cũng vậy nữa, thì hỏi xem sau này má cháu sao không dám đi kiện nữa. Hôm qua giờ là má cháu không cho cháu đi ra ngoài luôn đấy, má cháu sợ từ cỡ đó vậy đó. Dạ, bây giờ cháu có muốn là chấm dứt cái cuộc nói chuyện này không à? Hay là cháu muốn còn điều gì nữa không? Điều gì mà ẩn út nữa không? Dạ, tới đây là cháu cũng đã trình bày hết cái những sự việc đó là xảy ra ngày hôm qua, và cháu có một cái nguyện vọng đó là hy vọng là ông Tô Lâm sẽ thấy được cái đoạn clip này và dạy dỗ lại lính của ông, và nói lính của ông là trả lại xe, trả lại tài sản đặt trước của má cháu trong cái thời gian mà đi kiện. Đấy, má cháu là đi kiện là cực khổ lắm rồi. Dạ, cảm ơn quý anh chị em đã xem cái diễn đàn TV 256. Thì TV 256 xin chấm dứt cuộc phỏng vấn hôm nay.